Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Thủ Thuật. Và trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đăng xuất Facebook từ xa nhé. Rồi, hãy cùng mình vào video nào. Chắc hẳn là có những bạn đã rơi vào trường hợp dở khóc dở cười khi mà đang lướt Facebook thì tự nhiên thấy thông báo nổ ầm ầm, xong bắt đầu bạn bè vào comment liên tục. Vâng, đến lúc phát hiện ra thì mới biết là có một thằng bạn tốt ở đó, nó đã lấy Facebook của mình và sau đó ghi những dòng chữ: tự nhiên hôm nay trời đẹp trăng thanh thèm ăn ấy. Ồ thôi, thế là hỏng rồi. Vâng, chỉ cần vài status thế thôi là coi như bạn bè của bạn sẽ nhảy vào comment, xong rồi bắt đầu là chụp ảnh màn hình vân vân, rất nhiều thứ inbox cho bạn để gọi là làm chứng cứ. Và chắc chắn là đây sẽ là một cái sự nhớ đời cho bạn khi mà để quên Facebook trên máy người khác hay đăng nhập vào. Nhưng mà tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể là quên đi cái điều đó khi mà đã xem một tuần này, đó chính là giúp bạn đăng xuất Facebook từ xa. Cho dù là bạn quên ở chỗ nào đi nữa, bạn vẫn đăng xuất được. Bây giờ để đăng xuất được nhé, thì các bạn sẽ vào cho mình cái ba gạch trên này này. Mình gọi xác là cái menu thì phải. Sau đó bạn tìm cho mình đến cái phần là cài đặt tài khoản. Đấy. Ở đây bạn chọn bảo mật và đăng nhập. Đây bạn sẽ nhìn thấy là nơi bạn đăng nhập này, tức là những cái chỗ nào bạn đã từng đăng nhập Facebook vào, tất cả đều hiển thị ở trên này. Có Samsung S7 chính là cái mình đang dùng này, máy tính tất nhiên là laptop của mình rồi. Xem thêm một những thiết bị nào nữa nhá. Có lẽ là mình đăng nhập Facebook của mình trên cũng khá thiết bị đấy. Rồi ok, S7 Android, máy tính Windows, nói chung là đa phần là toàn S7. Key One nữa. Rồi. Ok, thì bây giờ mình lấy ngay một điện thoại khác nhá, mình đăng nhập Facebook của mình thế để xem là đăng xuất ra thế nào nhá. Đấy, mượn mãi mới được cái con gọi là iPhone chứ rồi. Tiền sinh viên lấy đâu ra iPhone, chết dở không. Nào, mình sẽ đăng nhập thử này. Mình đăng nhập xong rồi các bạn nhé. Đây là Facebook của mình đang hiện hữu ở trên con iPhone này. Như các bạn nhìn thấy này, lướt nước ầm ầm, cũng chỉ mượt mà luôn. Ok, like cho bạn cái nhỉ. Đấy, đúng Facebook của mình nhá. Nào, để nhìn xem nào. Rồi, chuẩn nét rồi. Bây giờ mình sẽ thử đăng xuất Facebook ở trên con này ra này, bằng việc là mình dùng con này nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ quay trở về là đúng nhá. Bước 1 là ấn vào cái ba gạch này. Đấy, bước 2 là chúng ta sẽ tìm đến phần cài đặt tài khoản. Bước 3 bảo mật và đăng nhập. Và tất nhiên là bước 4 sẽ tìm xem là nơi bạn đăng nhập rồi. Như các bạn thấy có ngay iPhone 7 Plus Hà Nội Việt Nam 47 giây trước. Và còn rõ ràng là đăng nhập bằng ứng dụng Facebook chứ không phải là trên web hay cái gì cả. Mình để đăng xuất ra, ấn vào dấu 3 ở đây, 3 chấm nhá. Mình ấn vào đăng xuất. Phiên đã hết hạn, vui lòng đăng nhập lại. Có nghĩa là cái phiên làm việc này của mình đã hoàn toàn bị chấm dứt trên con iPhone 7 này. iPhone 7 Plus mình nhầm. Ok, thoát ra. Chấm hết. Đó, cái máy này có thể là cất đi được rồi. Nó cũng gần hết pin rồi, thôi thay cho nó. Và các bạn lưu ý cho mình là có một cái tính năng nó khá là quan trọng ở chỗ này. Đó chính là cái mục không phải bạn nằm ngay ở phía trên chữ đăng xuất. Không phải bạn nghĩa là khi mà có ai đó đăng nhập Facebook của bạn mà bạn phát hiện ra rằng đó không phải do bạn đăng nhập, mà như kiểu ai đó đã tìm được mật khẩu của bạn rồi là hack được Facebook của bạn ấy, ngay lập tức báo cáo ngay nhá, thì sẽ còn kịp để sửa chữa lại, chứ còn chậm là không kịp đâu. Tại vì ấy, bây giờ mà chậm một ly là coi như Facebook của bạn đi một dặm ngay, không có cơ hội tìm lại đâu. Hacker bây giờ nguy hiểm lắm, đặc biệt là bạn nào mà nhiều sub rồi là triệu view triệu like là nguy hiểm lắm nhá. Ok, video của mình kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay hữu ích thì đừng quên like và sub cho kênh của Siêu Thủ Thuật nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại những video lần sau.